Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn thao tác sử dụng thanh nhôm trượt cao cấp Hakawa HK45New. Thanh nhôm trượt cao cấp Hakawa HK45New có thể thay đổi chiều cao linh hoạt, sử dụng được ở hình dạng chữ A và chữ Y. Khi sử dụng thang ở hình dạng chữ A, các bạn thực hiện các bước sau. Vặn mở lãy khóa trên đỉnh thang. Kéo thang ra ở hình dạng chữ A. Lúc này, lãy khóa trên đỉnh sẽ tự động đóng lại cho khớp vào lỗ tròn để giữ thang không bị trượt ra hai bên. Lần lượt mở hai chốt khóa từng bên. Điều chỉnh bậc thang bên trong đến độ cao mình mong muốn. Đóng chốt khóa lại. Lúc này, thang đã sẵn sàng sử dụng ở hình dạng chữ A. Khi sử dụng xong, các bạn thu gọn thang bằng cách lần lượt mở hai chốt khóa từng bên thang, rồi thu lại đóng chốt khóa. Khi có nhu cầu sử dụng chiều cao lớn hơn, các bạn duỗi thẳng thang tại hình dạng chữ Y. Thao tác đơn giản như sau. Đầu tiên, bạn mở lãy khóa. Duỗi thang thẳng tại hình dạng chữ Y. Lúc này, lãy khóa sẽ tự động đóng lại cho khớp vào lỗ tròn để giữ thang an toàn, không bị gãy gập khi có người trèo lên. Tiếp theo, mở hai chốt khóa hai bên. Điều chỉnh bậc thang đến độ cao mong muốn. Sau khi đã chọn được độ cao mong muốn, đóng các chốt khóa hai bên lại. Lúc này, thang đã sẵn sàng sử dụng ở hình dạng chữ Y. Khi sử dụng xong, các bạn tháo chốt khóa hai bên ra. Thu ngắn bậc thang, đóng chốt khóa hai bên. Sau đó mở hai lẫy rồi gập thang về hình dạng ban đầu. Thang nhôm trượt cao cấp Hakawa HK45New được làm từ chất liệu nhôm T6063 siêu cứng siêu bền, tiện lợi, đa năng. Và đặc biệt là được mua gói bảo hiểm an toàn cho khách hàng AIA trị giá lên đến 1 tỷ đồng. Sản phẩm được bảo hành lên đến 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.